Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu và cập nhật mức giá của dòng xe Kia Soluto 2021 thời điểm tháng 3 2021 này. Thì Kia Soluto 2021 thì hiện tại đang có mức giá là giá niêm yết bản số sàn thấp nhất sẽ là 369 triệu, bản số sàn bản Deluxe là 404 triệu, bản số tự động bản Deluxe là 429 triệu và bản số tự động và Luxury là 469 triệu. Với cái dòng Soluto này thì là một cái dòng sedan hạng B mà cũng có khả năng cạnh tranh rất lớn về cái giá so với đối thủ trên thị trường, thì Soluto rẻ hơn đối thủ từ 30 đến 50 triệu. Với cái dòng Soluto này thì các bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Nếu mà mình để kinh doanh thì mình có thể chọn xe số sàn giá rất rẻ, từ 369 triệu thì có tương đương một chiếc i10. Đấy, còn rẻ hơn cái i10 cơ. Xe thì với Soluto thì sẽ trang bị máy là máy 1.4 nhé, máy Kappa 1.4, bản số tự động sẽ là số tự động 4 cấp và số sàn sẽ là số sàn 5 cấp. Kích thước tổng thể của xe sẽ có chiều dài 4m3, chiều rộng 1m7 và chiều cao 1m46. Phiên bản này thì sẽ có la răng là la răng hợp kim, nhưng mà cái kích thước mâm sẽ là mâm 14 inch, tương đương với các dòng Morning hoặc là i10 hoặc là Uigo. Bản này thì sẽ có trang bị là cảm biến phía sau, hỗ trợ là camera lùi, màn hình thì có hỗ trợ là Apple CarPlay cũng như là màn hình cảm ứng nhé. Về cái mức giá thì xe có mức giá rất là thấp so với các đối thủ khác trên thị trường. Đổi lại thì phiên bản này cũng sẽ không có hỗ trợ cân bằng điện tử, không có hỗ trợ gảnh ngang dốc. Đấy là những cái an toàn mà so với Vios hoặc Accent thì có thể là sẽ bị hơi kém hơn. Phiên bản này thì về cái nội thất thì xe sẽ có trang bị nội thất là ở bản Luxury là nội thất ghế da nhé. Sẽ không có cửa gió điều hòa ghế phía sau, không có cửa sổ trời. Sẽ bị cắt bớt khá nhiều. Để có cái mức giá rất rẻ này thì Soluto cũng đã bị cắt bớt khá là nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà quý vị nào mà mua để chạy dịch vụ hoặc chạy kinh doanh thì cũng có thể cân nhắc. Từ khoảng 350 đến 400 là đã có một chiếc xe mới rồi. Phiên bản Soluto bản Deluxe này thì là bản cao cấp nhất nhé. Đấy. Nội thất sẽ là nội thất màu lông chuột và là da cao cấp nhé. Ghế thì cái ghế có chỉnh thì hàng ghế phía trước sẽ là ghế chỉnh cơ, và cái phần điều chỉnh ghế thì nó sẽ hơi cổ điển một chút. Đấy. Có thể để tiết kiệm chi phí nên Kia đã thiết kế cái phần này nó không được đẹp như Toyota hay là Hyundai. Với cái Kia Soluto này thì về an toàn sẽ có hai túi khí. Vô lăng là dạng vô lăng bọc da ba chấu có tích hợp. Màn hình thì là mình giải trí trung tâm là màn hình cảm ứng và có tích hợp bản đồ dẫn đường. Điều hòa thì bản này vẫn là điều hòa cơ thôi, chưa phải là điều hòa tự động như các đối thủ trên phân khúc hạng B. Đấy. Bản này cũng sẽ có ABS 4 bánh hỗ trợ là phân bổ lực phanh, nhưng mà sẽ thiếu mất cái cân bằng điện tử và hỗ trợ chống lật cũng như là hỗ trợ gảnh ngang dốc nhé. Thì với mức giá này thì các bạn nào mà có nhu cầu thì có thể hỗ trợ được trả góp đến 80%. Chỉ cần từ 101 đến 120 là có thể lấy được xe ra biển rồi. Đấy, rất là rẻ.